Trời mưa lớn quá trời luôn, nhân dân xã đi lại trường học để rước bé Xu. Chiều bé Xu tan học về mà mưa lớn quá trời luôn. Đây có mấy chè nè. Đậu đây cũng đỡ, hồi nãy ông xã con đậu xe bên đó không có chỗ chạy vô đây nè, cuối cùng cũng phải chen chen vô để thôi, không đứng ngoài đó mưa ướt hết. Có trời mưa lớn luôn á, lúc này vô mùa có ổng rồi, hồi tối mưa dữ lắm mưa luôn, hồi tối mưa sáng đêm, bây giờ chiều mưa tiếp nữa. Không khí rất là hỗn loạn. Ông xã Ngân ông ngồi đợi phút đó đó, nhưng mà giờ Ngân với bé Xu không có chạy ra đó được, tại nó có kẹt có ngắt rồi, mới chạy qua đây mà mưa ướt mẹ của hai mẹ con, có áo mưa che nhưng mà vẫn bị ướt, mưa lớn quá. Bây giờ là chúng ta tất cả các bạn học sinh di chuyển lại bên trong, phụ huynh sẽ vào đó các con cùng ba ngồi đó, ba chờ một chút đi chứ giờ mình cũng không ra đó được, mà giờ mình ra đó được mà xe ba cũng không có thể nào mà chui ra khỏi được cái đám đông này được luôn, nó cứng ngắc hết trơn rồi. Hả? Có ba bỏ mua ba, ông xã con ngồi ngay cái máy che đó luôn á, mọi người ngay góc chỗ cái hàng rào tổng bên đây nè. Xù xù ông đó ông bó mấy cây dù còn chi ta, ông cầm 2-3 cây dù ông bó vô kìa, ông bó ngay nè đó kìa, đó đó chắc dự phòng hả. Xù nó trộm áo mưa rồi mang giày. Hồi nãy đi ra ngoài mấy mưa chứ không mang thêm đôi dép cho bà Xu, mà nó mang dép rồi để cho nó đựng ướt đôi giày kiểu này, về đôi giày ướt nhẹp luôn. Đi vào anh chấm ơi, anh dạy ta biết khu vực anh chấm ơi, ta đi vào ngon đấy không đấy. Món này ngon đấy, mời cả nhà ăn cơm chiều với gia đình nhỏ con Ngân nha. Chiều nay ăn món chay sơ sơ là ba món với thêm món canh nữa. Về tới nhà rồi mua tầm tã luôn, ướt đồ ướt đẹp hết trơn. Đậu hũ rim xả ớt ngon đấy. Món này là ủa tự nhiên em nghe anh nói cái tự nhiên em cũng cái giọng em cũng lái theo anh luôn. Món này là đậu hũ kho rau củ, có nấm đùi gà, rồi có cà tím, rồi đậu bắp, củ cải trắng. À hồi nãy nói bỏ thêm củ hành tây mà quên đây. Cái này là chả chay của mình á. Ở thành phố người ta kêu chả tôm với chả đòn, ở dưới Vĩnh Long mà Ngân hay kêu là chả đòn, ăn hủ tiếu chay ở thành phố thì người ta kêu là chả tôm với lại đậu hũ chiên. Rau muống xào xúc xích. Em đố anh là xúc xích này là xúc xích gì? Bậy. Đố anh là chay hay mặn? Rất mặn. Hỏi đố thì anh biết rồi bà. Em đưa cho anh nói thêm lại lần nữa. Rất mặn. Cho anh nói thêm lại lần nữa. Rất mặn. Chay á, xúc chay á. Chay sỉ. Thiệt. Cá đi. Ăn cá đi. Cá nhiều 50 ngàn. Ok, móc sẵn ra 50 ngàn để đó nha. Chơi ông ăn gian nha. Ừ. Canh rau tàu ngô với mồng tơi nấu chung với nấm và đùi gà. Ăn luôn hay sao anh, hay chờ Vinh về hay là sao? Nếu mà đói thì ăn. Canh nấm nó ngọt nó thơm.
thơm, hấp một cái thanh mát cổ họng sảng khoái. Cho miếng tiêu. Rồi ngon, mời cả nhà ăn cơm chiều. Món này là món bà khoái nhất luôn. Bà Hồ là ăn đậu hũ có thể ăn cả tuần được. Đậu hũ mà làm vậy này nha, à, đúng vị bà thích luôn. Cái này là con để trong chảo luôn đi. Tại vì mình kho trong chảo, mình để gì mình ăn nó cũng ngon. Không còn cái sốt cả dĩa. Trong nhà không đâu có ai lạ khách khứa vậy. Cho con lấy rau muống. Con ăn thử xúc xích con thấy ngon không? Xúc xích chay á, con nhận ra không? Không biết không? Không luôn hả? Không nhận ra là xúc xích chay hả? Tưởng là xúc xích mặn hả? Xúc xích chay thiệt hả? Trà đá nấu ngày hôm qua, cái nước uống hết cái vỏ ngăn đá về đập nè, lấy cái cục đá lạnh chén nước lạnh vô uống. Em muốn ăn nó về trễ. Mắc hộp. Sao hộp trễ vậy ta? Giờ này nhận sớm quay á. Giờ này 6 giờ kém 15 rồi. Ê anh ăn xúc xích đi. Ăn đi. Sao? Xúc xích mặn. Xúc xích chay. 5.000 một cây á. Hả? Nó y chang như xúc xích mặn luôn á, nó y chang như xúc xích mà kiểu mà xúc xích tươi xông khói á. Xúc xích xông khói á ha. Mà em cũng chưa ăn lần nào luôn, hồi nãy em hỏi chị bán là cái này là xúc xích chay hả chị, tại vì mình tới hàng đồ chay của người ta mình hỏi xúc xích chay hả, nghe cũng kỳ. Mà phải hỏi cho biết phải không, là mình làm đồ chay mà. Ừ. À, mình ăn thử coi sao, để em ăn thử. Không nhận làm hay á. Ừ, nó ngon, cực kỳ ngon ha, y chang xúc xích mặn hay xuống ăn không biết mà thả ăn cũng không biết luôn. Ngon ha, anh 50.000 bỏ ra đi, em nói thiệt á. Cô 50 nha. Quân tử không? Ừ. Rồi. Em mua ăn thử có ngon không? 5.000 cây. Một kích cỡ nó cũng y chang như làm xúc xích mình nha. Nó có cái mùi của xúc xích Đức không? Ừ, mùi sông khói á. Có rau đắng nè. Anh làm hai cái củ hành. Ủa cái củ hành với cái củ tỏi nè. Cái cây quay em bị gãy rồi. Giờ tay ăn tay quay rồi. Khó quay thiệt luôn. Xong khoái rồi, hổ ghê không? Nó ôi lắm. Để con nói lại cách làm nha. Con mua đậu hũ tươi chứ không có mua đậu hũ chiên sẵn. Rồi mình chiên cho nó vàng giòn, mình cắt ra miếng vừa ăn. Mình cắt cái miếng đậu hũ ra miếng vừa ăn, xong rồi mình chiên cho nó giòn. Mình gấp ra. Đúng rồi. Băm tỏi. Xả ớt. Củ hành. Mình băm cho nó nhuyễn xong cái mình đổ vô chảo mình phi cho nó thơm. Nó thơm xong cái mình đổ đậu hũ vô lại. Rồi mình chế nước sốt lên. Thì cái nước sốt Ngân làm là chỉ có nước tương với tương ớt với chút bột ngọt, hạt nêm với đường. Có đường nữa nha. Mình quậy đều lên rồi mình rưới lên. Mà nó thơm xả hơn ớt cho cây. Mà nó mặn mặn ngọt ngọt thơm, nước tương ăn ngon lắm. Rất là ngon. Món này thì ngon kho. Chả tôm. Ở dưới quê miền Tây Vĩnh Long người ta kêu chả đòn á. Cái đòn nó bằng lưỡi bằng tay mà dạy khúc tiện tắt vậy nè. Người ta chiên. Còn cái này á, đậu hũ chiên luôn. Nó bắt đầu cái mình gọt rau củ. Rau củ thì có nấm đùi gà, là tím. Cái này là bắp, mình tính nó bắp cải, đậu bắp. Đó. Cái gì chúng ta là củ cải trắng.
mình thích rau cổ mình thích để gì mình để mình thích để củ cải đỏ cũng được, hoặc là bổ sung thêm củ su su á cũng được. Nó cái mình cũng phi tỏi xả ớt củ hành tím á, bằng tráng nhuyễn mình phi, mà tỏi xả ớt xương xương thôi, lượng nó nhiều quá nó cũng sảm. Mình bỏ rau củ thì mình xào, mình xào cái mình chế nước tương vô, mình nêm đường bột ngọt hạt nêm gì đó theo sở thích, cho chút tương ớt vô cho nó đậm vị, với một miếng xì dầu á, xì dầu mà hắc xì dầu đậm á, để lấy màu, giống như cái nó đậm hơn cái vị nước tương chút á, đỏ vô là cho nó có màu, khỏi thắng mất màu. Rồi rồi để mình kho thôi, nó có vị xả tơ ớt mình kho ăn ngon. Ăn ngon lắm nè, cái này nó bắt chứ thao cơm em ha. Ăn luôn. Ngon. Cái này em lấy nói chuyện mà em quên coi là nó mặn lạc hay sao. Vừa cũng vừa ăn rồi. Mà em kho là cái này nè, ngon không có chế nước luôn á cả nhà. Em kho cái nước rau củ nó ra, mình kho riu cái nước tương nó thấm vô cái rau củ với cái chả với đậu thì nó vừa ăn mặn ngon, không có chế nước, cứ kho riu vậy cái ra nước này nè, còn là nước rau củ với nước tương rồi nó hòa quyện lại ăn ngon. Mà không mặn nha, rất là vừa ăn, lạc lạc thôi, mặn quá khó ăn. Này đâu muốn xào, cái này muốn xào xanh á, trụng qua nước cho vô nước đá rồi xào lửa lớn bằng bếp khè thì nó xanh nổi, chứ còn bếp hồng ngoại dễ gì xanh nổi. Thấy cái chết luôn rồi. Tổng cộng là ngon mua đồ chơi hôm nay là tiền đậu hũ, tiền chả với xúc xích là 35.000. Là 5 miếng đậu hũ, 4 miếng đậu hũ trắng là làm món này, 1 miếng đậu hũ chiên là làm món này, với là một cây chả đòn, chả tôm á, cây chả 10.000. Còn đậu hũ thì 4.000 miếng. Là 5 miếng là 20.000, với cây chả nó là 30. Với xúc xích 5.000 nữa là 35.000. Còn rau nấm rồi thì mình không tính nha, phần đó thì mình không có tính. Chứ mình ăn chay nhiều khi nó mắc hơn đồ mặn luôn á cả nhà. Thấy anh ha. Rau củ rồi mình mua, ý là hôm nay là Ngân ăn gọn lẹ thôi đó, chứ nhiều người ta mua thêm cái gì ta, thịt heo lát rồi xương chay, tôm chay, gà chay gì, nhiều thứ đó là nó còn tốn hơn nữa. Đậu kỳ rồi, chả giò chay, tàu hũ kỳ mắc á, chả cá chay cũng mắc nữa. Ngồi em ướt nhẹp rồi, nãy em tắm rửa rồi nha, tắm rửa rồi mà mình sẽ đi uống chung, cũng tầm áo mưa mà điện nó cũng hơi ẩm ẩm cái đầu. Rồi sấy tóc, trời mưa nó là đi rước cực á, nên là hôm nay có anh á, chứ mấy bữa em đi á, em đi bộ á, ra ngoài cái mưa cái trời cực, mưa là phải một đem theo cái bọc tấm ở đâu dài các bạn, tống ướt á. Đồ ăn cái chẳng ngon, cái tắt máy này canh cho mát. Rồi mình tới dòng ôi, hôm nay mua hơi ít, mà sáng tính nóng món khác, chiều lại đổi thực đơn. Nên là có chi dùm chi, nhưng mà nhà mình như vậy cũng đủ rồi. Đúng không? Mình có nói nhiều quá, cái ăn ráng bữa nào cũng vậy, sợ thiếu cứ sợ thiếu, rồi thêm cái chút cơm chút, rồi ăn chút canh chút, cái bắt đầu trời ơi nào ấy ăn thở ạch.
Công nhận là hủ làm vậy ngon quá. Ừ. Ngon con. Con nữa không? Con nữa không? Lại lấy nữa. Để con hút rồi con ăn thêm. Thêm miếng nữa đi. Ừ, để cục bự thì thêm ăn. Cắn vô. Cắn chung hả? Ừ. Cắn giòn giòn cũng ngon. Cay. Tỏi mà. Ăn bên hả? Cay khác hơn ớt. Anh nghĩ xem để vô đắng vô có tụ luôn chứ. Ừ. Cái mùi rau đắng. Nói chung là mấy món rau là ăn lỏng mắm. Ừ. Ừ. Ngon. Nó vừa thấm mà nó vừa ngon, nó cũng không có ngon. Ừ. Thử ngỗng gì nha. Để uống chút nữa uống trà. Không mấy tiếng xe mà ông đập cửa luôn. Ừ. Không chưa rồi. Mình uống từ lúc còn sớm thôi chứ uống tối là bị mất ngủ. Ai không quen là nó sốt ruột, nó cào, nó bào chọt sáng đêm khỏi ngủ luôn. Ngon là nhờ xả thơm nữa. Này mắm nó kẹo kẹo ngon ngọt. Mình thích ăn xả thêm thì mình làm thêm cả nhà. Này ngon làm, bữa nay ông xã nói làm cái này hơi ít, mỗi mốt ăn lần hai thì mình bổ sung vô nữa. Ăn đậm đà ngon thiệt luôn, mặn mặn ngọt ngọt ngon thiệt luôn. Ha, bắt cơm ghê luôn, ăn hồng không có ngán cả nhà. Hao cơm lắm luôn á. Khi mình ăn xả không cũng ngon hả? Ừ, gấp gấp cái xả mình bỏ vô cơm mình múc mình ăn ha. Ừ. Đó. Ăn với cơm nguội á. Chưa đói đói em bơi dít vô cơm nguội á. Dít này mà bỏ vô cơm nguội không? Múc ăn ngon đó. Ở dưới quê mà ra ngoài gốc cây bến tôm, ra ngoài gốc cây ngồi không mát, vừa ăn vừa không mát. Ngon muốn thì nó cũng được, muốn này nó cũng non. Ý là em lặt không, em lấy cái phần trên nó không có bỏ nhiều, này giờ thấy nó non quá. Ăn cũng được. Em muốn mùa sáng này phải không? Hôm hôm qua. Tính ăn gì ta? Hôm qua hả? Hôm qua tính ăn luộc cho Vĩnh ăn với thịt luộc á. Cuối cùng nó nói nó thèm thịt luộc với rau muống luộc mà cuối cùng mà nhiều đồ ăn quá nó thôi khỏi luộc. Dạ. À, cuối cùng mình ăn cải xoăn. Ừ, cải xoăn nấu canh. Mua nữa. Ừ. Cái đậu bắp á, kho vậy ăn cũng ngon nha. Nói chung rau củ không ế, ăn không có ăn không có nhát miệng. Ừ. Mạnh miệng ha. Rau củ mà có gì đâu. Bổ sung chất xơ rồi. Tôi với em với anh cưa đâu anh ăn nhiều đấy nha. Rồi, ngon ăn cháo mép. Rau đắng nó không biết ăn gì luôn, ngày mai ăn gì luôn. Chắc nấu canh hay là nấu cháo, cháo cá rồi, cháo đậu xanh đó. Còn là bún mắm rồi ha. Rau đắng là ngon, ăn cái đó ngon. Ừ. Đố anh như đây nhiêu tiền? Có phần ngò, lộn phần ngò ở đây. 10 ngàn. Có 5 ngàn. Nhiều rau đắng này có 5 ngàn. Rau đắng này ngon. Ăn rau đắng này nó non, có chỗ rau đắng nó bác già dạ. Lắm. Đúng rồi. Ăn không được. Em mua chị mối, chị bán ghẻ. Cơm chuối. Chú già. Chú già hôm qua hôm kia chứ mua trong siêu thị 20 22 ngàn ký, 21 22 gì quên mấy.
cũng tầm đó đó, mua nãy không tới nãy có nửa nãy à, 34 ngàn, ba mấy ngàn hả? Ừ. Còn ở quê, ở quê hồi nhớ hồi mùa hè năm rồi em về quê mẹ bán có 3 ngàn ký một buồng, một buồng như ta 10 mấy 20 nãy gì, bán không có nhiêu tiền nữa rồi, không ngẩn nghĩa mà ở trên phố thì mua gì cũng mắc. Rồi cái đầu em nó rồi sấy tóc rồi đàng hoàng, xong cái mưa nó ướt rồi nãy chảy rồi chứ tự nhiên sao bụ xù nó vậy. Ok, ăn cơm muối chuối mà mồi vô ngon quá. Good.